Cung thỉnh chư tôn đức và kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng ngồi. Hôm nay thứ bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2023, nhằm mày ngày mấy âm lịch quý Phật tử? Ngày biết hết. Nước ngoài ngày 25, 25 tháng 7, 25 tháng 7 hay năm Quý Mão, tại chùa Phước Hải ở Charlotte, North Carolina. Ở lúc mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ rồi? 3:50 rồi. 3:50. Vậy chúng ta chia sẻ đến 4:30 ha, 40 phút rồi là phần chia sẻ của thầy, còn phần hỏi là của Phật tử. Phật tử muốn học thêm thì hỏi, còn Phật tử thấy nhiêu đó đủ rồi thì để tối học nữa. Hôm nay thầy giảng về về góc nhìn tổng quát, hay gọi là vĩ mô đi, vĩ mô. Có nghĩa là chúng ta tu tập mà chúng ta muốn muốn nắm rõ cái lộ trình tu á, thì chúng ta phải nắm được cái vĩ mô. Có nghĩa là nhìn cái tổng rồi bắt đầu ta đi vào cái biệt. Cái tổng là thế nào? Có nghĩa là chúng ta rõ biết lời Phật dạy á, là từ đầu á, Đức Phật dạy cái gì. Nếu chúng ta nói về năm thời thuyết giáo thì đầu tiên là Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, nó giống như là nhật xuất thiên chiếu, có nghĩa là mặt trời mới lên á, là mặt trời chiếu trên hư không, gọi là nhật xuất, có nghĩa là mặt trời mới vừa xuất hiện á, thì ánh sáng á, chiếu trên hư không. Cho nên Đức Phật á, mới đầu tiên Đức Phật nói cho những bậc đại căn thượng trí nghe thôi, chứ còn những người khác á, là khó nghe. Có nghĩa là mặt trời vừa ra chúng ta chưa thấy mặt trời, nhưng mà chúng ta thấy ánh sáng ở trên đó, gọi là nhật xuất thiên chiếu. Sau rồi một thời gian thì Đức Phật giảng những cái pháp giống như là A Hàm rồi Bát Nhã, thì cái bộ kinh này với cái tư tưởng này gọi là nhật quang phổ chiếu, giống như mặt trời ở chính giữa trùm khắp tất cả những cỏ cây, những núi sông hang ổ gì thấy hết luôn, gọi là nhật quang phổ chiếu. Nhưng mà cái thời cuối cùng á, là Đức Phật nói pháp hoa với niết bàn á, gọi là nhật một hoàng chiếu, có nghĩa là mặt trời lặn xuống rồi lại chiếu ngược trên hư không nữa. Cho nên có hai lần Đức Phật nói gọi là cho hàng đại căn thượng trí, đó là lúc Đức Phật mới thành đạo và lúc Đức Phật sắp nhập niết bàn. Hai cái giai đoạn này là Đức Phật nói cho những bậc đại căn thượng trí. Còn những cái năm tháng ở giữa đó thì Đức Phật nói cho tất cả chúng sinh tùy theo tâm tánh. Bây giờ Đức Phật mở cho chúng ta hai cánh cửa, giống như chùa mình á, có cửa trước và cửa sau. Cái cửa này á, cửa phía sau lưng mình á, được xem như là hai cửa phương tiện, lâu lâu mới mở. Hay là đây là cửa phương tiện, có lẽ là
dùng nhân thừa và thiên thừa. Đạo Phật á, Đức Phật không phải là dạy cho chúng ta sống mãi trong lòng dòng luân hồi sanh tử, mà cái cứu cánh của Đức Phật gọi là tam thừa. Nhưng mà Đức Phật phải tăng lên ngũ thừa. Tam thừa có nghĩa là thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thế thì thanh văn, duyên giác được xem như là nhị thừa, là tiểu thừa, nhưng mà bồ tát thừa thì gọi là đại thừa. Như vậy ba cái thừa này gọi là thừa giải thoát, gọi là giải thoát môn. Còn hai cái thừa đó gọi là phương tiện môn đó, đó là nhân thừa và thiên thừa. Tại sao hai cái thừa này gọi là phương tiện? Là bởi vì hai cái thừa này chưa giải thoát. Chưa giải thoát cho nên Đức Phật gọi là miễn cưỡng nói. Như vậy á, nhân thừa là chúng ta thọ tam quy và ngũ giới, gọi là nhân thừa. Ai giữ được tam quy ngũ giới là cứ sanh ra là sanh làm người. Đời này làm người, giữ được tam quy ngũ giới, đời sau sanh ra làm người tiếp. Còn ai phát triển lên thập thiện á, là tu thiên thừa đó, thì sống á, là sống như là trạng thái của chư thiên, thì khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi chư thiên. Bây giờ hỏi cõi chư thiên á, là quý Phật tử có biết là chư thiên là thế nào không? Có từng nghe chưa? Thầy qua đây thì giảng rồi, nhưng mà Phật tử trả lời thầy hết rồi, cho nên bây giờ mình giảng lại. Cứ hỏi mỗi lần thầy qua thầy giảng lại là có công việc làm hoài, là Phật tử không nhớ. Mai mốt đi là đem viết theo viết, là không có nhớ. Mai mốt nghe thầy Xuân đi là đem cái cuốn sách theo. Chú Thiện Đạo là có biết đó, nhưng mà không biết trong tấm giấy nháp bây giờ bỏ. Làm sao thầy qua cái không có vợ nữa, không có bố. Bây giờ cõi trời á, là gồm có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ai kể được 33 tầng trời này thì xin đi sư là cho làm phó trụ trì. Dục giới á, gồm có 6 tầng trời là gì nè? Tứ thiên vương, trời đao lợi, trời tu diệm ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc và trời tha hóa tự tại. Như vậy cái cõi trời, cái tầng trời dục giới á, là có 6 cái cõi trời, hay là cái cõi dục có 6 tầng trời cũng được. Cái cõi dục có 6 tầng trời, mà chúng ta nghe là trong 6 tầng trời này á, là hồi nãy mà tụng kinh Địa Tạng là có rồi, để quý vị không để ý. Kinh Địa Tạng có nói 4 ông thiên vương hỏi Phật, đó là tứ thiên vương đó. Bây giờ 6 tầng trời cõi dục này đó, thì chúng ta nghe có 2 cái tầng trời mà quen thuộc, đó là trời đau xuất và trời đau lợi. Nhớ là trong kinh Địa Tạng là Đức Phật lên trời đau lợi để nói kinh Địa Tạng. Còn cung trời đâu xuất á, là thánh mẫu Ma Gia sau khi thân hoại mạng chung sanh về cõi trời đâu xuất. Và Bồ Tát Hộ Minh á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta đó, là ở cung trời đâu xuất hạ thành. Rồi bây giờ này có rất nhiều vị tổ sư sau khi thân hoại mạng chung sanh về cõi trời đâu xuất, giống như ngài Di Lặc bây giờ vẫn đang ở cung trời đâu xuất. Tổ Long Thọ, tổ Mã Minh á, sau khi hướng về con đường tu tập á, thì hai vị này được nói đến rất là nhiều. Thì có một sự kiện á, là tổ Mã Minh á, là giảng về duy thức, mà duy thức này á, là do ngài Di Lặc dạy. Ban đêm á, tổ Mã Minh á, là nhập định để lên cung trời đâu xuất học cái duy thức học với Bồ Tát Di Lặc. Rồi bắt đầu xuống ban ngày thì giờ giảng cho đại chúng nghe, ban đêm ngày ngồi thiền, ngày lên cung trời đâu xuất, ngày học với Đức Phật Di Lặc, với Bồ Tát Di Lặc. Thế thì bây giờ mình có duy thức học á, nó là pháp tướng tôn, nó là do tổ Mã Minh giảng dạy, mà học của ngài Di Lặc. Và sau khi tổ Mã Minh á,
và phát triển, nhưng mà cho đến tổ Long Thọ thì lại phát triển mạnh hơn. Nên là hai vị này được xem như là hai vị có công rất là lớn để truyền bá cái tư tưởng Di Đức Tôn, Pháp Tướng Tôn. Bây giờ chúng ta hiểu là trong sáu tầng trời cõi dục á, thì cõi tam thập tam thiên của Đế Thích Thiên á, thì lại đóng ở ngay chỗ đỉnh của cung trời Đạo Lợi. Đế Thích Thiên là chủ quản ba cõi, nhưng mà đóng ở cung trời Đạo Lợi là ở cõi dục giới. Đây là tam thập tam thiên. Cái vị mà đóng ở đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhân. Cái vị Thích Đề Hoàng Nhân này á, ở trong cõi Ta Bà này mà ai mà phát ba la mật á, giả sử như ta có sáu pháp ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ba la mật. Mà ai phát ba la mật á, chỉ cần phát cái tâm ba la mật á, thì cái ghế của vua Đế Thích á, nó rung rinh. Là mình biết là cái vị ba la mật đó là sau khi thanh quậy mạng chung là lên ngồi cái ghế của tam thập tam thiên, ghế của Đế Thích. Cho nên á, ngài Đế Thích á, mới hiện xuống để xem coi ai là người phát ba la mật đa. Nên trong tiền thân của Đức Phật á, mà Đức Phật phát cái tâm ba la mật á, là Đế Thích xuống thử lòng liền. Tiền thân của Đức Phật rất nhiều cái hạnh ba la mật của ngài, chứ không phải một hạnh. Trong đó có một cái kiếp mà nhắc lại đó, là Đức Phật của chúng ta là phát nhẫn nhục. Cái kiếp đó, đó Đức Phật tu là nhẫn nhục tiên. Đức Phật mới có phát ba la mật, nhẫn nhục ba la mật thôi, thì Đế Thích xuống. Ông hiện ra là một con chim cắt đang đuổi bắt một con chim bồ câu. Mà chim bồ câu chính là thiên tử, là con của Đế Thích. Con chim bồ câu nó cứ bay vô người của vị nhẫn nhục tiên đó, nó lũi vô người, thì vị đó đứng yên cho nó lũi. Thì nó lũi vô xong rồi nó bình yên, nó quay lại, thì con chim cắt nó hỏi là bây giờ ngài có cứu con bồ câu không? Thì ngài nói nó lũi vô người ta thì thôi ta cứu nó. Thì lúc này đấy, con chim bồ câu, con chim cắt á, nó mới móc cái cân ra. Ngày xưa không có cái cân. Cân gì nè, quý vị ở tình còn có cái cân gì chưa? Có chưa, hồi nhỏ có thấy cái cân về ở cái đầu nó để cái cục á, thấy không? Rồi mình cân 1kg hay 10kg hay 20kg gì đó nó kéo ra. Thì anh để con chim, con bồ câu một bên, còn lót thịt của ngài nó để một bên. Cứ như thế nó lóc thịt của ngài ra, nó để một bên, nó vừa để thì con chim bồ câu nó nhổng lên. Xong rồi để lên xong thì con chim bồ câu nó trịch xuống và cứ lóc thêm, lóc hết thịt của ngài luôn. Mà chưa bằng con chim bồ câu. Lúc đó là máu nó chảy ròng ròng cả cơ thể luôn, nhưng mà ngài vẫn bình thường vì ngài đang tu nhẫn nhục. Sau khi lóc hết thịt của ngài rồi thì con chim cắt đó, nó mới hiện ra là Đế Thích, và con chim bồ câu nó mới hiện ra là thiên tử. Hai cha con lại Đức Phật và sám hối, mong rằng sau khi Đức Phật thành Phật thì xin là tiếp độ hai cha con này. Đế Thích dữ lắm, ai mà tu là bị thử hết trơn. Cho nên là quý vị mà lỡ có tu có bị thử, quý vị cũng biết là chư thiên thử. Cho nên là cứ bình thản lên, mình làm hai cái có nó lớn không? Lớn hơn nhỏ phải không? Tại nghe cái này nó cũng bị giật giật này, cho nên mình làm hai cái à. Còn lát nó giật nó lấy cái máy lớn cái đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là cõi dục giới á, mà Đế Thích Thiên là đóng ở cõi dục thì lý do như thế nào, thì quý vị sẽ suy nghĩ tại sao mà tu mà trở thành chư thiên thôi cũng khó lắm chứ không phải vậy. Bây giờ cái cõi sắc giới là có 22 tầng trời cõi sắc giới, nó chia làm 4 địa nha. Thì nói tổng quát để mai mốt quý vị tu cái gì lên tới đâu là lên đến đó là kiếm nha. Ly Sa Hỷ Lạc, không bỏ được cái kia. Ly Sa Hỷ Lạc là thế nào? Là cái địa thứ nhất ở trong cõi sắc giới đó, nó chia làm 3 cái tầng trời. Tầng trời phẩm, chúng phẩm phụ và đại phạm, ba tầng trời này kết thành một địa, đó là Ly Sanh Hỷ Lạc địa. Xong rồi Định Sanh Hỷ Lạc địa là địa thứ hai, nó có ba tầng trời. Hiểu
thiểu quang, vô lượng quang và quang âm. Nếu quý vị có học trong Đại Tạng Kinh á, thì quý vị sẽ biết có một cái tiểu kinh, nó gọi là tiểu kinh khởi thế nhân bổn, cho biết là cái thế giới này nè, và con người từ đâu mà có, thế giới này từ đâu mà sanh, con người từ đâu mà có, không sao đâu con, tại nó giật giật chứ chưa hết viên. Con nói vậy thầy này chịu đấy chứ, nó quyền lực lắm, nó nói hết bên mình mới nghe thôi. Nó mới có chập chờn nó chưa hết. Bởi vì cái địa thứ hai này á là định sanh hỷ lạc địa, là địa của ánh sáng, nên cái cõi quang âm thiên á là cái cõi mà chúng sinh khởi ra một niệm bắt đầu rớt xuống thận thiên. À, thì quý vị có về có ghi lại trong đầu của mình là ghi là khởi thế nhân bổn. Khởi thế có nghĩa là cái thế giới này nó khởi nguyên từ đâu, thế giới này nó bắt đầu từ đâu, gọi là kinh khởi thế nhân bổn. Tối nay về gõ lên mạng coi kinh khởi thế nhân bổn là biết được là con người bắt đầu từ đâu. Con người bắt đầu từ một ý niệm là ánh sáng, rồi bắt đầu mới có thân thể, là mới có lỗ mũi, là mới có mắt là thấy ánh sáng, mới thấy cái quả địa cầu, rồi mới có lỗ mũi là nghe mùi hương, bắt đầu mới có lưỡi là nếm cái vị của cái quả địa cầu. Ngày xưa cái quả địa cầu là sữa, thầy nói vậy để quý vị buồn buồn lụm nếm thử thôi. Ngày xưa nó là sữa mà giờ này nó là đất, nó chát từ từ, thì quý vị sẽ biết nguyên nhân đó, nó có lý do nguyên nhân chính là lòng tham của con người. Cho nên là lấy tham đi đầu là lý do đó. Tham sanh mới sẽ si, chứ còn lòng tham đi đầu thì khi nào mình học cái kinh đó mình mới hiểu lý do nào con người của mình nó bắt đầu từ đâu. Rồi địa thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc. Địa thứ ba có ba tầng trời, đó là hiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Cõi này rất là thanh tịnh, hiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Rồi cái cõi thứ tư á, ở cái tầng, cái địa thứ tư á là xả niệm thanh tịnh địa. Thì cái địa này là có 13 tầng trời: phước sanh, phước ái, quảng quả, nghiêm sức, vô lượng nghiêm sức quả thiệt, vô phiền, vô tưởng, vô nghiệp, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh và mai cứu lạc. Có 13 tầng trời tại cái địa thứ tư này là xả niệm thanh tịnh. Trong cái địa thứ tư này là cũng nói đến là ngũ tịnh cư thiên, là nơi mà tứ thánh quả đó là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thì cái quả A Na Hàm là cái quả bất lai đó, là ở trong cái ngũ tịnh cư thiên này. Ngũ tịnh cư thiên là ở nơi đó, là tiểu như cực lạc vậy đó, cho các vị bất thối chuyển đến cái quả vị A La Hán. Mà chúng ta biết rằng là khi học tới tứ diệu đế đó, thì cái kiến, cái ác kiến á là nó kết thành 88 món kiến hoặc trong ba cõi. 88 món kiến hoặc trong ba cõi nghĩa là bắt đầu nó kết thành dục giới có 10, dục giới mà khổ á, trong dục giới có khổ tập diệt đạo, trong sắc giới cũng có khổ tập diệt đạo, trong vô sắc giới cũng có khổ tập diệt đạo. Nhưng mà trong sắc giới á thì khổ đế nó gồm có tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến với căn thủ kiến tà kiến. Cái khổ đế ở trong dục giới nó có 10 lần. Cái tập cái nguyên nhân của khổ thì có 7 thôi. Nguyên nhân của khổ có 7. Niết bàn á thì niết bàn á thì có 7, nhưng con đường đi đến niết bàn có 8. Như vậy cộng lại trong cái dục giới thì có 32. Sắc giới là không có sân cho nên là còn 28. Vô sắc giới không có sân cho nên còn 28. Cộng lại 32 cộng 28 cộng 28 nó ra 88 món kiến hoặc. Mà diệt trừ 88 món kiến hoặc thì mới đạt được cái quả sơ quả Tu Đà Hoàng, là gọi là kiến đạo. Kiến đạo là thấy được đạo. Ai học 53 cái quả Bồ Tát á thì trong thập tính á thì cái địa thứ 7 trong thập tính nó gọi là hồi hướng tâm. Thì lúc này nè, thức thứ 7 á
nó nhận ra được cái bản ngã và nó hồi hướng tâm, cho nên là nó nhận ra được ngã. Hết thập tính tới thập thập trụ, tới thập hồi hướng và tới thập địa đó, thì lên tới thập địa đó thì cái địa thứ nhất là mang hỷ địa, thì lúc này á, thức thứ sáu nó nhận ra được các pháp. Các pháp là tự tánh của các pháp cũng không sao. Như vậy thì từ thất tính á, thì nó nhận ra được tự ngã, tới sơ địa đó, nó nhận ra được pháp. Từ đó thức thứ sáu bắt đầu tu. Thức thứ sáu bắt đầu vào cuộc gọi là tu để chuyển thức thành trí. Thức thứ sáu chuyển từ hoan hỷ địa cho đến viễn hành địa là địa thứ bảy, là thức thứ sáu nó chuyển xong trở thành là diệu quan sát trí. Từ đó bắt đầu thức thứ bảy nó mới chuyển. Thức thứ bảy nó chuyển đến địa thứ tám là bất động địa, thì thức thứ bảy nó chuyển xong. Thức thứ bảy nó chuyển xong nó mới trả cái tên của thức thứ bảy là ngã ái chấp tàn. Trong thức thứ tám nó có ba cái tên: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Thì cái thức thứ bảy nó lấy một cái tên của thức thứ tám là ngã ái chấp tàn, nó sử dụng trong vòng luân hồi sinh tử, cho đến lúc ảnh chuyển thành bình đẳng tánh trí thì ảnh trả cái tên đó lại cho thức thứ tám. Cho nên đến bát địa trong thập địa đó, là tới địa thứ tám là bất động địa, thì thức thứ bảy nó chuyển xong. Địa thứ tám là bất động địa, thì thức thứ bảy nó chuyển xong, nó có tên là bình đẳng tánh trí. Lúc này nó trả cái ngã ái chấp tàn lại cho thức thứ tám. Lúc này thức thứ tám chuyển cho đến quả vị thứ 51 á, là kim căn địa, thì thức thứ tám nó chuyển xong, nó chuyển thành là đại viên cảnh trí. Đó, vậy quý vị có hiểu không? Còn không hiểu thôi chứ làm gì nha. Bên đây thầy nói tổng quát. Dạ, nó cao lắm. Cái người tu á, là phải chuyển tám thức thành tứ trí, nhưng mà tám thức thành tứ trí nó ở trong ba cõi đó. Nhưng mà khi nói tới ba cõi thì phải phân tích là cái anh mà chuyển đó, đó là cái anh ở ngay cái chỗ mà tam quả A-la-hàm á, anh này là anh bất thối chuyển, cho nên anh đến quả vị A-la-hán. Mà anh muốn ở đây á, thì anh phải nằm ngay chỗ này anh chuyển. Mà nằm ngay chỗ này anh chuyển thì anh cõi sắc, anh mượn cái cõi sắc giới để anh tu, chứ không phải ở dục giới mà cũng không phải ở vô sắc giới. Anh mượn ở cõi sắc giới tu. Rồi, như vậy là 22 cái cõi sắc giới, 22 tầng trời sắc giới cộng với 6 tầng trời dục giới nữa là được nhiêu rồi? 28, đúng không? Bây giờ còn 4 tầng trời nữa là nó ở cõi vô sắc. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng, cõi vô sắc. Vô sắc. À, cõi vô sắc. Như vậy mình có nhà lửa ba cõi, là nhà lửa dục giới, nhà lửa sắc giới và là nhà lửa vô sắc giới. Được chưa nào? Bây giờ mình tu là mình mong ra khỏi nhà lửa ba cõi, nhưng mà nhà lửa đó ở đâu? Nhà lửa đó là nơi thân của mình, gọi là dục giới. Thân của mình nó tương ưng với cõi dục. Cho nên cái tầng trời thứ 33 là nó đóng ngay chỗ ngay chỗ này. Đó là cái hệ điều hành này nữa, là được xem như là 6 tầng trời cõi dục. Đây gọi là ngài Địa Tạng Bồ Tát lên cung trời Đau Lợi. Cung trời Đau Lợi. Và tam thập tam thiên là đóng ở trên này. Cho nên lúc mà mình học cái phần của người đi khai thị cho người mất, người ta khám từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, thì coi cái thức ấm á, là cái nghiệp của mình nó ra ngay chỗ nào. Lúc này nó ra bằng một cái nghiệp, bằng cái thức ấm, nó là thân trung ấm, là nó ra bằng cái thức. Thì cái thần thức nó quy, nó tạo thành một cái nghiệp, thì bây giờ nó ra ở đâu? Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng, bàn sanh tức cái ly là cái đầu gối, địa ngục xuất tâm quốc là ở dưới lòng bàn chân. Cho nên nóng ở dưới là đi xuống địa ngục,
Nhưng mà gần đây á, là trong quá trình mà nghe ai ai lên giảng là nghe, thầy lại nghe có một vị á, là cho rằng cái này không ổn, người ta cho rằng cái thuyết này không ổn, thì cãi, không có ổn thì cãi không. Mình theo truyền thống là mình hiểu như vậy, nghĩa là đảnh thánh nhãn sanh thiên. Như vậy thì trong cái ngũ nhãn á, thì có nhục nhãn. Nhục nhãn là mắt của cha mẹ sanh ra, ta thấy nó cái gì nó khuất là ta không thấy nữa, cái đó gọi là nhục nhãn. Còn thiên nhãn là nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới. Huệ nhãn là có trí tuệ để thấy được vạn pháp nó đang chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Còn pháp nhãn là thấy được tự tánh từ lúc nó sanh ra cho đến nó, lúc nó hoại diệt, nó biến hóa ra làm sao, đó là pháp nhãn. Còn Phật nhãn là thấy trùm khắp hết tất cả chúng sinh trong tam giới, từ hữu tình cho đến vô tình. Cái này là mình nói về năm cái tầng bậc của con mắt của mình. Nhưng mà năm tầng bậc này nó có liên quan đến lục thông. Vậy thì lục thông á, là nó có thiên nhãn thông, phải không? Mà lục thông mà nói thiên nhãn thông là lại là biết cái vị lai của mình. Người có thiên nhãn thì biết trước vị lai của mình. Cho nên là ông tiên trường thọ là chính là A Xà Thế. A Xà Thế biết trước tương lai của mình, cho nên A Xà Thế là tiền thân là ông tiên trường thọ, ông có thiên nhãn, ông biết trước tương lai. Cho nên vua Tần Bà Sa La đi lên tìm con á, thì gặp ổng là hỏi ổng, ông có biết tương lai ông sanh về đâu không? Không biết. Ông nói tôi sanh làm con. Một người mấy trăm tuổi mà chỉ một người mấy chục tuổi nói đó là cha bà sẽ sanh tâm. Nhưng mà ông biết chừng nào ông chết. Nó là có thiên nhãn. Thiên nhãn là ta biết trước vị lai. Còn thiên nhĩ thông có nghĩa là nghe được tất cả mọi loại ngôn ngữ. Cho nên bây giờ mình tụng bằng tiếng Việt, tụng bằng tiếng Anh, tụng bằng tiếng Thái, tụng bằng tiếng Lạ Tàu, tụng bằng tiếng nhiều miết. Nhưng mà Đức Phật nghe hiểu hết. Này gọi là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông là nghe tất cả các loại ngôn ngữ. Cho nên là mình đừng có nói là thầy ơi, ba con hay má con là người Việt Nam mà bây giờ thỉnh một cái người Tây Tạng họ tụng cầu siêu, họ ba con có nghe được không? Nhớ là hương linh người ta có thiên nhĩ, ta có tha tâm đó. Tha tâm là người kia vừa nghĩ gì là cái tâm người kia nghĩ là hương linh biết rồi. Cho nên mình vừa nghĩ gì là Phật Bồ Tát biết rồi, đâu có cần phải nói đâu. Mình tốt hay mình xấu, mình lành hay mình dữ, mình thiện hay mình ác, là Phật và Bồ Tát kêu tất cả hương linh biết không? Vì Phật tử suy nghĩ biết không? Biết. Biết, nghĩa mình có giấu được không? Không. Giả sử như mình làm ác, mình có giấu ai được không? Không. Vậy mình làm thiện, mình có cần công bố với ai không? Không. Rồi cho tràng pháo tay đi, dứt khoát cái điểm này. Mình làm thiện, mình làm ác là biết hết trơn rồi, đâu cần đấy ngồi đó mà phân bua với ai. Người ta muốn kết án mình, tại người ta muốn khen mình, việc đó của người ta. Kết án mà mình không có tội thì mình cũng chẳng có gì phải sợ. Mà người ta khen mình mà mình dở thì cũng chẳng có gì phải vinh hận. Không mất mát. Không được cũng không mất. Như vậy là mình có cái tâm vậy là mình biết mình bình an không? Như vậy là thầy nói là thiên nhãn rồi phải không? Thiên nhãn là biết trước vị lai. Thiên nhĩ á, là nghe rõ tất cả mọi loại ngôn ngữ của tất cả chúng sinh luôn. Tha tâm á, là cái tâm của chúng sinh hữu tình nghĩ gì là biết. Cho nên là các cái vong linh á, là người ta biết hết. Mình nghĩ gì ta biết. Cho nên mình nghĩ xấu, mình nghĩ tốt ta biết. Cho nên khi mình tụng kinh mình cảm đến những người thân của mình. Nếu cha mẹ mình mất mình cảm, mời cha mẹ mình về nghe không? Nếu cha mẹ chưa siêu thì chắc chắn cha mẹ nghe được, về được. Mình cảm á. Cho nên là thầy tụng kinh là thầy thường mời thỉnh Phật chứng minh, thỉnh Tam Bảo gia hộ, mời luôn tất cả chư hương linh mà cảm ứng các vị thần về tụng kinh. Cho nên ai mà không tụng kinh là các hương linh nó ngồi kế bên, nó là phần âm mà nó ngồi kế bên mình là mình ngồi ngủ tới nơi thôi. Cho nên người nào mà
về chùa mà ngủ không được, cứ về chùa là ngủ ngủ ngon. Thầy vừa dứt mở hồi hướng là cũng vậy, hương linh đi thì nó vậy thôi. Hương linh là hồi quy bản vị thì người đó trở về. Nên là ai mà tối ngủ không được thì quý vị kêu về chùa nghe thầy tụng kinh chút ngủ. Rồi đó là tha tâm thông. Rồi cái thông thứ tư là gì? Thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là một niệm đi khắp mười phương, chứ không phải là mình nói cha mẹ mình sống mất ở Việt Nam rồi bên đây mình cũng không được, chỉ cần vái một cái cũng về tết. Nhại hơn cái điện thoại, điện thoại ở đây gọi cái là Việt Nam còn phải 30 giây hay là 10 giây mới nghe, chứ còn hương linh chỉ cần vừa đọc tới cái tên là tới, vừa nghĩ tới là cha mẹ mình tới liền, ông bà mình tới liền, vừa nghĩ tới là hương linh ta đến liền, chứ đâu có cần phải tiếp dẫn nhiều đâu. Quý thầy lại bài ra là chỉ tiếp dẫn 3 lần thì thôi con cũng ráng con tiếp dẫn 3 lần, chứ thật sự là tiếp 1 lần là tới rồi, thấy không? Con có cái tâm mời là người ta có cái tâm đến thôi. Nhớ Phật tử nhớ cái vụ này để mai mốt mà mình đừng có mê tín, người ta nói mình phải biết. Với cái việc mình cúng là tới cái thông thứ tư này, thần túc thông, để thầy nói luôn cái gì cúng nữa. Mình cúng hương linh có dùng không? Không, cho nên mình cúng là đem cái tâm mình cúng rồi, đồ cúng mình cứ ăn bình thường, tại vì hương linh đâu có dùng đâu. Có 4 loại thức ăn mà Đức Phật dạy cho ta, đoàn thực là nuôi cái thân này. Đoàn thực là ta ăn đường, tương, giao, đậu hũ, dưa leo, mình ăn gì, ăn uống gì đó là đoàn thực. Là người sống ăn đoàn thực, còn bây giờ người chết ta ăn thức thực. Thức có nghĩa là cái tâm của mình, đem cái thần thức của mình cảm đến mình cúng là người ta đang trong cái tâm thức của mình. Mình có hiếu chừng nào thì mình đem cái phước đức của mình, cái tâm thức mình đem mình hồi hướng cúng cho ta là hưởng được đó. Cho nên gọi họ bằng hương linh, đúng không? Còn những người xuất gia mất gọi là giác linh. Giác linh là bây giờ cái thần thức đó ở trong cái trạng thái giác ngộ, đi tìm con đường giác ngộ để nương vào cái giác ngộ đó mà siêu về cõi Phật. Cho nên gọi là giác linh. Còn người mà không biết tu thì gọi là hương linh, họ nương vào khói hương để họ đó. Họ nương vào cái khói hương vì cái thần thức của họ nó cũng mờ như khói vậy. Vậy là mình cúng là cúng bằng cái thức thực. Rồi còn có 2 loại thức ăn nữa, đó là hỷ thực và thiền diệt thực. Hỷ thực có nghĩa là mình vui là mình khỏi có ăn gì hết, hoặc là mình buồn là mình cũng không ăn nổi luôn. Vui hay buồn là trạng thái của hỷ thực. Rồi thiền diệt thực là mình ăn trong thiền định. Cho nên có nhiều vị ấy, là nhập định 3 ngày, nhập định 7 ngày, nhập định 49 ngày, nhập định 100 ngày. Có người nhập định nhiều năm luôn không ăn mà không chết. Đây gọi là thiền diệt thực. Rồi, có 4 loại thức ăn ha. Thầy chỉ rồi để mai mốt quý vị có cúng, dâng lên cúng. Chứ còn nhớ là cúng Phật đó là chỉ cúng 1 bát cơm bằng cái tâm của mình nghĩ tới thôi. Chứ còn trên bàn Phật không dọn cơm nước tùm lum trên đó, cũng không dọn chè xôi cái này cái kia. Đây đó là tâm mình tưởng mình cúng thôi, chứ thật sự mình cúng vậy nó không có đúng. Cúng Đức Phật là cúng 1 chén cơm trắng để thể hiện cái lòng của mình với Đức Phật, cái tâm của mình với Đức Phật. Ở nhà mà đừng có nên dọn tùm lum tà la trên bàn Phật, người ta gọi là mình không hiểu biết. Đức Phật thì chứng cái tâm của mình, chứ không phải là ăn 3 cái đồ đạc đâu. Rồi sáng là giờ của chư thiên ăn, trưa là giờ của chư Phật, chiều giờ này là giờ của súc sinh, tối là giờ của ngạ quỷ. Cho nên các cái chùa tối thì lại nấu chè lên cúng Phật, là cái vụ này nó hơi bị chặt. Giờ nó là giờ của ngạ quỷ mà dọn chè lên cúng Phật là sao? Giờ đó Phật nào ở đó mà chứng minh cho lòng của mình. Cho nên á, thầy thì không có bác bỏ, nhưng mà thầy hướng dẫn cho biết thôi nha. Phật tử muốn cúng thì cũng phải hiểu là cúng cái gì, cúng giờ nào. Nhưng mà thầy cũng khẳng định luôn nha, ngày xưa tổ mình để chữ cúng ngọ là cúng Phật giờ ngọ. Bây giờ mình quen miệng luôn rồi, mình nói tới giờ cúng ngọ, mình nói vậy người ta cười chê mình chết.
người ta nói mình đạo thờ ngựa là không có được nha. Phật tử và quý thầy cô mạnh dạn xóa cái chữ ngọ đó dùng thầy và để vô là cúng Phật, nghĩa đâu chữ đó, chữ đâu nghĩa đó. Ta cúng Phật mắc gì cúng ngọ, giờ nó đi cúng con ngựa à, cứ quen miệng mà. Cho nên mấy cái tờ cúng Phật xóa hết dùng thầy, ghi cái tờ cúng Phật rồi sửa đổi luôn cái tư tưởng là đừng nói cúng ngọ, cúng Phật. Cái giờ ngọ đi cúng Phật, tối ngày cứ cúng ngọ, rồi quen miệng là nói hoài như vậy, tức muốn chết. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, tức quá nè. Đâu có chấp đâu, chữ nào nghĩa đó. Dạ, nhưng mà thầy muốn đi về phương xa. Cái chữ đó nghĩa đó là gì? Đâu có chắc đâu. Bây giờ con để cuốn dê thì sao? Rồi con có bị động không? Tại vì Bà La Môn nó thờ bò, thờ dê, có những cái đạo nó thờ cái này cái kia, đạo mình thờ Phật chứ. Nó gì thờ ngựa mà con nói thì chắc. Thấy không? Và Phật tử có đồng ý cái chuyện này không? Có thấy hợp lý không? Có nên sửa không? Sửa luôn cả thói quen trong đầu của mình. Đấy, sửa luôn cả thói quen trong đầu. Tư tưởng mới à, không phải mới chứ chú à, sửa lại cho nó phù hợp. Chứ không có mới gì cũ mèo mà. Nhưng phải sửa lại cho nó quen, nó đúng cái từ, nó đúng cái gì à, cái này. Rồi, thì nói cái đó là nói tới cái thông thứ tư là thần túc thông. Chỉ một niệm thôi là đi khắp mười phương luôn. Rồi, cái thông thứ năm là gì? Túc mạng thông. Túc mạng thông là nhớ về quá khứ. Mình vừa chết là mình biết quá khứ mình thế nào rồi. Là mình biết mình với người này ra làm sao, mình với vị kia ra thế nào. Biết hết luôn. Oan gia trái chủ hay là nhân duyên phước báo nhiều đời là biết hết. Mình vừa mất rồi là mình biết rằng cái người này là người ân của mình, mà mình đi phụ người ân của mình là tự mình đi xuống là mình thấy luôn, mình thấy con đường đi xuống luôn. Và bây giờ lúc này muốn quay trở lại cũng không có cơ hội đâu ấy. Cho nên còn sống giác ngộ chứ, để không khi thân hoại mạng chung rồi có muốn quay lại quên kịp. Có người Phật tử nói như này: thưa thầy, cha mẹ con lúc sanh tiền ấy, đâu có ăn chay, sao giờ này chết bắt con cúng chay? Là hầu đó còn sống không biết hết. Bây giờ ở dưới có kêu cứu đi nữa con cũng đâu có biết. Vậy thì con muốn cúng gì con cúng, mà hỡi con cúng chay thì thầy đến thầy tụng kinh cho. Còn con cúng mạng thì con làm gì con làm luôn đi, đừng tỉnh thầy. Vậy thôi. Chứ thầy đâu có khó, thầy không có làm khó con. Nhưng mà nếu con nghe lời thầy thì thầy cúng, có nghĩa là thầy hướng dẫn con. Còn con muốn làm theo con thì tự con làm luôn đi, mắc mớ con tỉnh thầy chứ. Đơn giản vậy thôi. Thỉnh thầy, phải nghe thầy thì thầy hướng dẫn, thì thầy cầu siêu cho cha mẹ con. Còn con làm theo con thì con mà nghe mà mất mất nghe thì cũng tin chứ. Khỏi có một nghi thức gì đó. Nói là sao thầy khó quá, mấy ông kia không có vậy. Nói ông nào đó ông ấy thấy sao này? Mình quơ đũa một nắm như này. Đồng ý không nè? Cho tay. Cho nên là thầy đi đám là thầy chỉ là đem cái đạo đó, thầy dùng phương tiện đó để thầy đi cúng. Chứ còn thầy đi cúng thầy không có nói là quý vị cúng dường gì hết. Miễn chừng nào quý vị phát tâm cúng gì thì chỗ cúng, rảnh đi cúng cũng có thôi. Chứ thầy không có làm gánh nặng cho quý vị, thầy đến chỉ hỗ trợ thôi. Còn quý vị thấy thầy có bộ làm ăn không được thì thôi kiếm ông khác. Thầy có nhiều người nó rõ ràng á, đến nó còn hỏi là tụng cái này bao nhiêu tiền thì ông kêu ra giá luôn cho ông dễ. Tại vì những người đó năm 12 tháng là họ không tới chùa, họ cũng không muốn ăn nghĩa gì hết á. Không, làm sao rõ ràng đi. Cho sao phẳng. Tụng Di Đà bao nhiêu nói đại. Còn tụng Địa Tạng thì bao nhiêu làm luôn. Làm luôn nhưng mà phải bao nhiêu giờ nữa. Thì đó. Phải dài ngắn. Đúng rồi, thì dài thì nhiều tiền, còn ngắn thì cũng giống như là có một người con nó tụng cầu siêu cho cha nó, mà nó lại hòa thượng nó hỏi chứ
hòa thượng tụng cái này giá bao nhiêu? Hòa thượng nói, ông nói bằng tiền Mỹ 10.000. Nó nói gì mắc chưa, nó 10.000 thì đến Tây Phương có rẻ hơn không? Ông nói 3.000, 3.000 thì đến Đông Phương. Không, dường như nếu mà có 3.000 là chỉ có tới của có Tây Ninh. Tây Ninh hả? Dạ. Đó là chú tới đó hết xanh thì chú làm lại. Chưa phải. Thế thì cái người con đó thôi 3.000 đó. Bắt đầu hòa thượng cũng đem ra tụng, nhưng mà tụng 3.000 cái bác là lát cái quyền sanh về Đông Phương, cái nói con nghe người ta sanh về Tây Phương hết mà, cái hòa thượng nói thì có 3.000 thì đi tới Đông Phương thôi. Nó thôi vậy thì thêm 7.000 nữa cho cha con về Tây Phương đi. Cái ông cha ở trong cái hàng, cái ông mở nắp hàng ra, ông nói mày có nhiêu đó mày cũng đài tao đi hết phương Đông rồi tới phương Tây. Nói vậy cho nó vui chứ còn Đông Tây gì đâu. Thì cái đó là câu chuyện vui thôi. Thật sự ra mình có phước bao nhiêu thì tùy hỷ mình chứ còn Đông Tây gì đâu. Cho nên là nói vui như vậy, cho những câu chuyện nó vui. Như vậy thì cái mình có năm thông thôi ha, nhắc lại nè. Thiên nhãn thông là biết được tương lai. Thiên nhĩ thông là nghe tất cả mọi loại âm thanh. Tha tâm thông là biết tâm niệm của tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Thần túc thông là chỉ một niệm đi khắp mười phương. Túc mạng thông là biết được quá khứ của mình, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, có nhân duyên, nhân quả như thế nào. Nhưng mà cái người mà chứng sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a la hàm cũng chỉ mới có ngũ thông thôi. Nhưng mà tùy theo cái mức độ chứng quả đó mà ngũ thông đó nó có oai thần lớn hay nhỏ. Chư thiên cũng chỉ có năm thông, hương linh cũng có năm thông, nhưng mà năm thông của hương linh á nó có giới hạn của nó. Năm thông của chư thiên á thì có giới hạn của chư thiên, tùy theo bậc của chư thiên mà có năm thông này oai lực khác nhau. Năm thông này của tam quả thanh văn á thì tùy theo quả lớn quả nhỏ mà có năng lực khác nhau. Chỉ có a la hán mới có thông thứ sáu. Lục thông. Thông thứ sáu là gì chú? Chú nói đi thì uống miếng nước sao thì tức quá. Thôi thầy nói con sao? Con sẽ tự nhiên quên. Tự nhiên nó quên à? Hồi nãy nó nhớ. Dạ, giờ rung rồi đó. Liên Xuân. Từ nào thì chưa học hết không? Nghe nói là con ngộ đạo dữ lắm thì sao con không học không? Sao con đạt được lục thông được? Con, danh gì thì quên. Giác quan. Giảng thông chỉ không túc mình không ta thông thông thần túc thông. Thông thứ sáu là gì con? Lậu tận thông. Được nhắc bài rồi, cho một hàng vỗ tay. Thông tài đi mạng nhờ hai người bạn bên bên. Được nhắc bài. Rồi lậu tận thông là cái gì vậy con? Dạ con nhờ thầy. Nãy nhắc có tuồng đó. Còn cái nội dung thì không biết. Lậu tận có nghĩa là lậu là rò rỉ, không còn rồi. Lậu là phiền não, lậu là trước, ha. Chữ lậu dịch là rò rỉ, ha. Là phiền não, là trước. Vậy thì những gì mà nó còn phiền não, những gì nó còn trước, những gì nó còn rò rỉ là còn lậu. Ở đây lậu tận là hết, hết lậu, ha. Tròn vẹn. Có nghĩa là hết. Nhưng mà lấy ví dụ như là cái can này nè, nó đựng xăng, cái bình này đựng xăng, đổ hết xăng ra thì nó hết rồi đó. Nhưng mà nó sử dụng được chưa? Chưa, nó còn hôi. Cho nên phải tu nữa cho tới sạch. Bồ Tát dứt sạch. Cho có đầu nữa nó sạch hết bên trong cho đến Phật đó, thì mới hết cái mùi hôi. Cho nên khi Đức Phật với Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, con chim nó bay trên vai Đức Phật, nó hót líu lo, nó xem Đức Phật như một cái cành cây. Nhưng mà khi nó bay qua Ngài Xá Lợi Phất, nó đậu trên vai Ngài Xá Lợi Phất á, thì con chim nó vẫn hót nhưng hai cái chân nó rung. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Thế Tôn, con bạch Đức Thế Tôn, tại sao con chim nó đậu trên vai Ngài thì nó hót mà nó bình thản, còn nó đậu trên vai của con hai cái chân nó rung?
Đức Thế Tôn nó nói cái sát nghiệp của con nó còn đó, cho nên là đất lành chim đậu, đất không lành thì thôi rồi con chim. Đất không lành là nó nhậu con chim, nó nhậu luôn. Ở đây ở đây là chim nó không có sợ người, nhưng ở Việt Nam nó sợ, lý do nào? Sợ lắm. À, lý do ở bên đây là con vật đó là được xem như là nó cũng đứng hàng thứ ba, còn con người nam đứng hàng thứ tư nữa. Người đó tệ lắm. Không, có mình chú tệ thôi. Nhưng mà thầy thấy không? Thầy thấy không? Ở phía này toàn là gọi là nữ ngồi nghe pháp, còn nam ngồi trên kia là gọi là vai cái ngồi đâu. Thì là tệ lắm rồi. Thua nữ rồi, thấy chưa? Không phải đâu. Nữ nó ngồi đây, mà, nam ngồi kia. Dạ. Không, mà chú nói vậy là người nam lên trên rồi. Không, lên thì ngồi kia mà lên đâu. Thành phải lo, nam cần phải lo tu nhiều hơn nữ. Vậy hả? À. Dạ. Chứ còn chú đã nói, nó nghịch lại trong kinh. Dạ. Trong kinh thì Đức Phật dạy là người nữ, trong kinh Pháp Hoa đó, dạy là người nữ có 5 điều không thể thành. Dạ. À. Người nam mới được thành. Người nữ có 5 điều. À, mời chị nói với thầy coi. Người nữ có 5 điều là điều gì? Con không có biết đúng hay không. Rồi cứ nói điều đi. Bị ái nhiều quá. Bị ái nhiều khó hả? Nói chị biết chứ thầy đâu phải nữ đâu, thầy biết. Rồi mời anh nam kia. Anh nói có mình anh giữa chợ đó mà anh giờ bị đông. Không lẽ anh không phải là bao nhiêu cái? Biết không, thành nữ ta tu nhiều lắm. Bên đây còn được 2 người, bên kia 1 người nữa là 3. Vậy là còn anh quay phim nữa là 4. Dạ. Mỗi ngày nữa chị. Năm cũng còn ít lắm. Thế ít lắm hả? Thua nữ nhiều. Chị không đồng đúng không? Dạ, nữ thôi, đừng phải chịu đi. Nữ tu giỏi. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy người nữ có 5 điều không thể thành. Dạ. 1, không thể thành ma vương. 2, không thể làm phạm thiên. 3, không thể làm đế thích. 4, không thể làm chuyển lương thánh vương. Và 5, không thể thành Phật. Yeah. Trong kinh Pháp Hoa đó, người nữ không thể thành Phật. Cho nên long nữ 8 tuổi không thể thành Phật. Nhưng mà long nữ đối trước Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo dâng lên một cái sâu chuỗi giá trị tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật Thích Ca đưa tay đón nhận. Long nữ quay trở lại hỏi Ngài Trí Tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất là các ông có thấy Đức Phật nhận sâu chuỗi có nhanh không? Hai ông nói nhanh. Long nữ nói hai ông hãy coi ta thành Phật còn nhanh hơn thế nữa. Nhưng mà long nữ đứng nó chuyển người một cái, từ thân gái chuyển thành thân trai. Thân nam. Cái chỗ đó mới thua đó. Yeah. Cái chỗ đó mới thua đó. Có nghĩa là ông là người nam mà ông hiện thành long nữ thôi, chứ không phải ông là rồng nữ. Ông quá thân thôi mà. Nên ông chuyển thân thành thân nam, sanh về cõi vô cấu và thành Phật ở đó. Nên bây giờ tất cả những người nữ đều là quá thân thôi. A Di Đà Phật xin chào những vị Bồ Tát quá thân. Nên là có nhiều người nữ tuyệt vời và quá thân đó. Hiện thân là nữ thôi, vì muốn làm nữ để độ chúng sinh chứ không phải là người nữ. Thế thì lậu tận có nghĩa là khi chúng ta tu tập cho đến lúc mà tâm khắc ta không còn phiền não. Cho nên cứu cánh của người tu là không còn phiền não. Cho nên con tu pháp nào cũng cần biết, còn không còn phiền não nữa là con lậu tận thông, được chưa? Hiểu không? Tới đây hiểu chưa? Yeah. Hiểu rồi ha. Nhìn không chưa tay được chưa? Ờ, thầy hết rồi, phải 4 giờ rưỡi rồi. Lẹ ớt không? Ồ, lẹ ghê không? Nhanh như chốt. Thầy nói tại hay quá. Thêm hả? Rồi thêm thì nói nữa thôi. Tại hay quá. Hay không chú? Hay. Hay cho nên nó lẹ lắm. Hay cho nên nó lẹ phải không? Dạ. Yeah. Vậy mà nó hay chứ mình cắt cái đoạn đó mình để tối đi. Dạ. Yeah. Chú mà... thấy là, chú thấy là phim mà cái đoạn nào hay cái nó cắt. Đặng nó cái đoạn sau người ta mới nghe coi nữa chứ, là nó hay rồi tôi nói hết rồi đoạn sau người ta bỏ thì về hết rồi ai coi. Câu chỉ là nếu mà trường hợp mà được đó, thầy nên cho phô trương lại cái giọng quanh vàng rồi chứ.
phải không? Cái giống cá rồi. À, vậy là phải được rồi. Cho một tràng vỗ tay. Bây giờ mình mà... hướng cái mình qua tập 2 nha. Tập 2 được có được hỏi chút rồi cái nghe cá. Ủa rồi thôi giờ hỏi đi. Hả? Giờ tao hỏi đi rồi đi qua tập 2. Đi nhờ quý vị hỏi. Tiếp nói tập 1. Rồi bây giờ anh trai anh hỏi đi nãy thầy hỏi anh nói về thầy nói đi. Thầy tạm ngưng ở đó thầy nói một cái tổng quát nhưng mà thầy đang nói trong ba cõi thôi. Thầy chưa có nói là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cái tập đó là tối nay thì khai thác cái giải thoát môn. Cái đó nó tuyệt vời. Thầy đang nói phương tiện môn thôi. Sư cô có hỏi gì không sư cô? Sư cô nhiều quá. Sư cô hỏi thầy câu đi. Trời ơi, phải hỏi rồi. Chứ còn không ai hỏi thầy đâu có biết là các thầy dạy dở quá hay sao không ai hỏi. Hay nhưng mà tại tại nghe hay quá thành đâu còn câu nào hỏi được nữa. Rồi xin mời chị. Giờ ngọ của cái địa phương là đúng không thầy? Giờ ngọ. Không có. Tất cả mọi người đều có giống nhau hết đó. Cả không, nhưng mà giờ ngọ của bên mỗi một cái nơi khác nhau ạ. Ví dụ như là bên Việt Nam là đêm thì bên Mỹ là ngày. Không không. Thành ra là giờ ngọ của bên không, Việt không, Nam. Không tính vậy, Người ở đâu tính giờ ngọ chỗ đó. Thì đó là địa phương, đó là giờ ngọ. Cũng Phật ở giờ ngọ. Mình không có cần nói về địa phương gì. Cứ bây giờ mình đang ở đây thì giờ ngọ của ở đây. Chứ còn ở địa phương chi mất công mình suy nghĩ chi chẳng cực dữ vậy. Giờ cứ hỏi giờ tí nha. Mình tính giờ lẻ là từ 11 giờ cho đến 1 giờ sáng là giờ tí. À, còn nếu mình tính giờ chẳng là từ 0 giờ đến 2 giờ là giờ tí. Rồi giờ sửu á, là cứ như thế mình tính lên là 3 tới 5. Ủa? 1 tới 3. Rồi giờ dần là 3 tới 5. Giờ mão á, là 5 tới 7. Giờ thìn là 7 tới 9. Giờ tỵ là 9 tới 11. Giờ ngọ là 11 tới 1 giờ. Nghĩa là giờ tí là 11 giờ tới 1 giờ. Thì giờ ngọ đó là từ 11 giờ tới 1 giờ chiều. Thế thôi. Mình đâu có nói địa phương nào thì mình xài cái đồng hồ nào thì mình tính đồng hồ đấy. Cái mắc mới mình phải tính địa phương chi cho mình đi. Đúng không? Cái chỗ này mình tính giờ vậy nè. Đằng này chết thì ở bên Mỹ. Coi giờ Việt Nam rảnh quá. Đâu có rảnh vậy. Con bên nào tôi tính bên đấy. Đúng không? Như vậy bây giờ chị có hiểu chưa? Chị có hiểu giờ chưa? À, cái giờ đó là mỗi giờ như vậy nó có 2 tiếng đồng hồ. Ừ. Rồi, giờ là chị hiểu được giờ ngọ rồi ha. Rồi thì mời con nhắc quay. Dạ, không có. Khi mà thầy nói cái vấn đề đó, tự nhiên con nghĩ tới một vấn đề đó mà thầy là hiện ở Mỹ thường là người mất đó, bây giờ là họ tính dương lịch không? Họ tính dương, không tính âm. Dạ, không tính âm. Là sao? Lý còn sao? Thầy có thể nói thêm cái phần đó. Tại vì hồi xưa đó, là bên Việt Nam của mình đó, là khi mà người mất đó, lúc nào đó, ví dụ người sống thì mình tính bên đây là tính dương lực, nhưng mà nếu mà người chết đó, là phần là phần âm, hình như người ta tính âm lực. À. Nhưng mà ở bên đây thì tại vì không có âm lực đó, thường mà chỉ biết dương lực thôi. Sống chết thì cũng tính dương lực thôi. Dạ. À, vậy là con chưa hiểu về phong thủy đúng không? Dạ. À, rồi con không hiểu thì chị cho con thấy. Bây giờ cái này là mặt trăng nha. Dạ. Mặt trăng. Mặt trăng nó quay quanh trục của nó. Nó quay mấy tiếng đồng hồ đó là do nó. À. Mặt trời á. Cái này là trái đất. Nó quay quanh trục của nó. Nó quay 24 giờ. Được chưa? Rồi, bắt đầu nó quay quanh mặt trời. Con nghĩa là mặt trời đi. Trái đất này nó quay quanh mặt trời 365 ngày nó về vị trí này, được chưa? Còn cái thằng này nè, nó quay quanh trái đất 30 ngày. Được chưa? Trái đất
Thế đây hiểu không? Anh này nó quay quanh trục của nó và nó quay quanh trái đất. Còn trái đất này nó quay quanh trục của nó và nó quay quanh mặt trời. Được chưa? 365 ngày thì 6 giờ chúng ta tính là 1 năm. 365 ngày 6 giờ. Tại vì cái 6 giờ đó đó nó chạy ra đó, nó lồi ra đó là lý do nó lồi với mặt trăng này. Cho nên cái 6 giờ dư của quả địa cầu này nó quay quanh trái đất đó. Nó tạo thành 4 năm đó, nó tạo thành 1 ngày. 6 lần 4 24. Rồi cái mặt trăng này nó quay quanh mặt trời nè. Cứ mỗi tháng vậy đó nó tháng đủ tháng thiếu, tháng đủ tháng thiếu, cho nên cùng cái tay lên hồi xưa ông bà mình dạy vậy đó, tháng đủ tháng thiếu, tháng đủ tháng thiếu vậy đó. Cho nên á mặt trăng nó quay quanh mặt trời ấy, có tháng quay 30, có tháng quay có 29. Nó không có 31. Còn cái thằng này nó có 31. Rồi nó có 28 nè. Tháng 2 là 3 năm có 28, chỉ có năm thứ 4 nó mới có 29. Cho nên người nào mà sanh ngày 29 tháng 2 là 4 năm mới sinh nhật một lần. Tại không có ngày đó. Đâu có ngày đó đâu mà sinh nhật. Trong những năm kế 3 năm kế tiếp là không có ngày đó. Dạ. Để lấy đâu sinh nhật. Không có 29. Con thấy không? Con đâu có tìm hiểu đâu. Thầy nói con rất là bỡ ngỡ, nhìn cái mặt rất là dễ thương. Bởi vì con nghe thằng giảng rồi, nhưng mà lúc đầu con nghe con chưa hiểu lắm. Chưa hiểu lắm, giờ mới hiểu. Người phụ nữ, người phụ nữ là mặt trăng này. Người phụ nữ theo cái chu kỳ này mà sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa vô dốt. Thầy không có dám nói mà con chọc thì không. Cái người nữ nó thay đổi theo mặt trăng là 30 ngày. Không có ngày. Thành chính. Đó, thấy không? Cái ngày này nè, nó quay ngay cái góc này nè, là nó giống như người khùng, giống bà điên, mà nó quay qua đây giống nàng tiên. Thấy không? Đổi dạng hết mà. Đúng rồi. Cho nên khổ. Chị đâu có nổi cho thầy biết vậy cho nên đi tu cho chắc anh. Yeah. Đi tu khỏe chứ. Theo không có nổi. Không, yeah. Không nghĩ là sư như là bọn cầu cứ yên, ai quay cứ quay, mình cũng quay, chứ mình cứ quay. Thôi nó quay mình chết. Cho nên là cái này là người nữ. Lịch âm với lịch mặt trăng, mà mặt trăng là tượng trưng cho người nữ, cho nên là nước rồng nước lớn cũng là do mặt trăng làm nên cái quả địa cầu này nước rồng nước lớn. Đấy, cái mặt trăng này nó xây cho nên có nước lớn nước rồng như chứ không phải tự nhiên nước lớn nước rồng đâu. Cũng là quan trọng quá. Quan trọng lắm. Cho nên là chú muốn đầy nước thì chú phải hiểu. Dạ, rất quan trọng. Chứ không là nó cạn hết nước luôn. Dạ. Chú không có nước mà chú hiểu. Dạ. Cũng không có cơm nước gì hết là vậy. Nhưng mà không có ngày thứ 31. Dạ. Không có phải không? Cho nên cái mặt trăng á là ta gọi là lịch âm, nhưng mà nó là lịch ngũ hành âm dương. Cho nên người phụ nữ này mới sanh ra cái người, chứ không có người đàn ông sanh. Cho nên là ta gọi là tuổi mụ. Tuổi mụ là tuổi trong bụng mẹ. Nghe chưa? Bắt đầu ta mới tính cái lịch. Bây giờ ở bên này nó không có tính lịch, nhưng mà hỏi rằng cái người Tây này nè, nó có tính đứa trẻ mấy tuần tuổi không? Có. Vậy mà tới chừng chào đời nó mới tính là sao vậy? Mày bỏ mấy tuần tuổi kia đi đâu? Mấy tháng tuổi kia đi đâu? Hiểu. Thế thì nó bỏ nó đi. Nó nói chào đời ta mới tính. Như vậy thì 9 tháng 10 ngày ở trong đó là bác sĩ có tính không? Có sổ theo dõi không? Có. Thế thì nó đã có mặt trong cuộc đời này rồi. Mình theo dõi nó lớn từng ngày mà tại sao tới chừng nó để ra máy tính? Tại vì thấy mặt trời máy tính. Người Trung Quốc thì cho rằng ai thấy mặt trời trước là làm anh làm chị, chứ không có nói con anh hai, con chị ba, chị tư gì đó. Đứa nào ra đời trước làm anh làm chị, dầu rằng con thằng Út. Đó. Thấy là nó tính vậy đó thì mình mới tính lịch dương. Chứ không mình phải tính lịch âm đó. Đúng không? Tính lịch âm là tính cha mẹ đẻ đứa nào trước thì đứa đó làm anh làm chị. Dầu rằng là nó có nó
nó có đẻ sao đi nữa thì vẫn phải kêu cái đứa con anh hay là nó anh chị là theo quy luật chuyện đó. Thôi thì cái chuyện đó là con muốn hiểu được cái quy tắc nào, chẳng qua là chúng ta tự đặt ra thôi. Đức Phật dạy là trên thế gian này là con người tự đặt ra, tự mình làm cái trồng vô cổ mình rồi thử mình làm khổ mình, con hiểu ý này. Cho nên bây giờ mà con chưa có gia đình thì đừng có trồng vô cổ mình, tự mình trồng vô cổ mình cho mình khổ, phải không? Cho nên lịch âm lịch dương nó là gì đó. Bây giờ ngăn cái lịch đó thầy nói luôn, chúng ta là giống như cái quai này nè, chúng ta xây ra chúng ta thấy mặt trời thì ta gọi là sáng đúng không? Chúng ta quay tới đây ta gọi là trưa đúng không? Ta quay qua đây ta gọi là chiều phải không? Mà sáng nhìn mặt trời thì nói mặt trời là phương đông, chiều mình nhìn mặt trời mình nói mặt trời là phương tây. Như vậy đông với tây là một hướng hay là nhiều hướng? Một hướng. Vậy là Đức Phật Dược Sư với Đức Phật Y Di Đà là cùng là một hướng hay là hai hướng? Một hướng. Đó. Cho nên Đức Phật nói là mình ở cái phương nào đó? Không, mình đang bị trái đất nó quay. Dạ. Mình đang bị trái đất nó quay, còn mặt trời nó là định tinh, còn trái đất nó quay quanh mặt trời. Nó nằm biển. Đúng không? Dạ. Nếu mình nói từ đây đi qua đây gọi là phương tây thì mai mốt trái đất nó quay tới đây rồi nó nhìn phương này là phương nào? Rồi trái đất nó quay qua tới bên đây thì phương này là phương nào? Cho nên trái đất nó quay quanh mặt trời, vậy thì phương chỉ có một thôi chứ không có hai phương. Ở đây hiểu không? Dạ. Yeah. Yeah, đúng. Mình chưa học thì mình chưa hiểu, chứ mình học rồi mình hiểu. Cùng vậy phương. Thì Đức Phật nói phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc gì cũng chẳng qua là một phương mà thôi. Như vậy Đức Phật chủ yếu là khai mở chân tâm Phật tánh của mình, được chưa? Cho nên không quan trọng là con tính lịch mặt trăng hay lịch mặt trời, vấn đề quan trọng đó là do con người ta quy định ra thôi. Con á, đến nhập gia tùy tục, con đến đâu con cứ xài ở đó đi, con không có ý kiến ý còi gì hết á. Cho nên thầy đến đây đi sư cho ở đâu thì ở đó, con không có ý kiến ý còi gì hết. Yeah. Đúng không? Đó. Như vậy là con bây giờ con còn trắc trở cái lịch âm hay lịch dương không? Muốn cúng gì đó cúng, mà cúng người chết đâu có ăn đâu, do cái tâm nó cúng, cúng giờ nào cũng được, đúng không? Rồi vậy là ổn chưa? Rồi cảm ơn con, chúc con an ổn. Rồi mời con. Con thì đâu có cần tính chi, con ngủ thì con mắc mớ, con suy nghĩ tới họ chi. Đâu có sao đâu, tại vì con là con còn họ là họ mà. Con nghe thì con học, còn con nghe thì con có phước, còn con không nghe thì không có phước. Còn họ nương vào mình để họ nghe. Giống như con cái để tang mà con cái tập trung nghe kinh thì họ mới nương vào con cái họ nghe được. Lúc đó thần thức của họ nó không biết đi đâu về đâu. Cho nên những người con để tan là phải chăm chú nghe kinh. Đằng này nó để tan, nó ra nó uống rượu, nó tiếp khách. Cho nên khi uống rượu tiếp khách, cõi tan ra đi, đừng có cảm đến cha mẹ mình. Hả? Đằng tại hồi nãy là con đọc kinh kinh Địa Tạng đó. Ừ. Mà đầu tiên thì con có đọc. Ý là con muốn đọc nhưng mà rồi cái nó ngủ rồi. Cái con ngủ đã luôn. Ngủ luôn xong rồi em nổi cái con đi ra ngủ luôn. Tại vì tốt. Xong rồi sư là xong con dậy dậy đó, sư nói như nói con. Không thèm có nhắm con mà nói đâu. Thì có nghĩa là khi các cái phần âm mà nó có mặt á, thì phần lớn là một là người thân của mình, mà tụi con là phần lớn là bỏ những đứa trẻ đó, thì thường khi là nó theo cha mẹ nó.
không biết rẽ là do mình bỏ. Thứ hai là cha mẹ của quyền phế tổ của mình. Thứ ba là các cái dòng oan gia trái chủ của mình. Đó. Nghiệp chướng của mình nó sẽ đến. Nó đợi cái lúc mà mình chỉ cần giải đãi thì nó vào. Nó khống chế, nó làm cho mình bất ổn. Còn con hỏi nó như thế nào thì thầy đâu có biết. Thầy đâu có qua thế giới bên kia đâu mà biết. Nó nghe được hay không hay là con đi nó đi luôn thì thầy đâu có biết. Nên là thầy biết rồi mất công thì giải quyết bên đó nó mệt đó. Ở bên đây tụi con rắc rối giải quyết chưa xong qua bên đó anh chị. Nói gì chuyện. Rồi, còn ai hỏi gì nữa? Mời chú. Rồi, không còn ai hỏi nữa thì hồi hướng nha. Để cho con. Rồi, xin mời chú. Dạ. Hồi nãy thưa thầy có nói về cái vấn đề mà duy thức học đó. Yeah. Thì bây giờ con hiểu mơ máng là những cái thức trước không nói tới. Thức thứ sáu là ý thức phải không? Yeah. Thứ bảy là mạt na thức. Yeah. Thứ tám là tạng thức. Mà cái tạng thức đó là nơi chứa đựng hoặc là một còn có thể gọi là tâm thức, chân tâm gì đó. Đó là tất cả đều dồn về đó. Nhưng mà nghe nói được từ cái ý thức của mình mà bởi cái mạt na thức nó mới mang những điều tốt xấu về cái tạng thức chứa đó, phải không? Vậy thì từ nghìn xưa con đã sống qua nhiều kiếp, nhiều đợt, thì cái chuyện xấu của con nằm trong cái tạng thức chắc rất là nhiều. Còn cái phần tốt thì có bao nhiêu đó con không biết, nhưng mà con biết chắc chắc rất là nhiều. Thì bây giờ thầy có cách nào chỉ hoặc phương pháp, pháp môn nào để cho con giảm bớt cái chứa xấu trong tâm thức của con, trong tạng thức con, để lần lần nó bớt ra mà nó tăng cái phần thiện lên. Nhưng riêng gì cái pháp môn ở tịnh độ, con hiểu mang máng rằng dùng A Di Đà Phật, nghĩa là miên mật cố gắng từng giây để mà niệm, để không còn tạo ra thêm những cái điều ác. Và cái bản nguyện công đức vạn đức hồng danh của Phật A Di Đà vào chứa trong tạng thức mình để đẩy dần những điều xấu ra bớt, điều thiện nó sẽ nhen nhúm lên. Thì điều đó có đúng không? Rồi, cho một tràng vỗ tay chú. Chú, ý chú thì thầy hiểu, nhưng mà chú giải thích lòng vòng. Tóm lại là vậy. Yeah. Cái tạng thức nó chứa vô lượng kiếp, cái thiện nó cũng chứa mà cái ác nó cũng chứa. Yeah. Mà tu như thế nào để làm sao mà bớt cái ác mà tăng cái thiện, đúng không? Yeah. Cũng dễ vậy thôi. Yeah. Rồi, bây giờ chú chỉ cần tu thôi. Thì chú về chú đọc cái phẩm kinh Chứng Đạo Ca đi. Chứng Đạo Ca. Chứng Đạo Ca, chú ghi vô Chứng Đạo Ca, tối nay về chú đọc nha. Yeah. Trong đó ngài Quyền Giác Thiền Sư có dạy vậy nè: tội là chi mà phước lại là chi, đeo mang chi hai cái danh tự vô nghĩa, đeo mang chi hai cái gánh nặng như chì, ai là người ban phước và ai là người bắt tội. Cho nên khi mình sám hối thì có cái câu gì nè: tội từ tâm khởi đem tâm sám, mà tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thấy điều không, thế mới thật là chân sám hối. Bây giờ chưa thấy bầu trời đầy mây không? Đầy mây. Yeah. Bây giờ làm như thế nào để chú dẹp mây đó đi? Chú đâu có làm được đâu. Đúng không? Nhưng mà chút xíu nữa chú ra chú nhìn không còn miếng mây nào. Chỉ thì thầy hỏi chú mây đó đi đâu? Thế chú ấy nhìn chú gặp gặp là sao? Mây. Mây đó. Mây đi đâu rồi? Đi đâu hả? Dạ. Gió theo lối gió mấy đường mấy. Chú đâu có biết nó đi đâu. Yeah. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng đúng không? Yeah. Quý vị bay trên đầu trời, quý vị thấy mây đầy trên đó. Nhưng quý vị không có thấy mưa. Sáng ra không có còn miếng mây nào.
Vậy cái đêm đó mây nó đi đâu? Nó là do tụ và tán. Tụ tán. Nó ra tụ và tán, đúng không? Yeah. Vậy thì khi nào tội của chú nó tụ lại và khi nào nó mất đi? Vậy thì giống như là ban đêm á, thì nó không có mặt trời. Và khi mặt trời lên á, thì nó xua tan cái bóng đêm đi. Nhưng mà có lúc ban ngày thì lại mây nó kéo đầy á, mà ban đêm nó là trong vắt. Yeah. Bầu trời trong vắt để mình thấy trăng phía sau. Như vậy thì chẳng phải là trong lúc chú làm tốt mà quả báo tốt nó đến đâu. Không phải là lúc chú đang có tâm niệm xấu mà nghiệp nó đến không. Nó đến hay không là do nó thôi. Nó tụ nó tán là do nó. Cho nên mình tu tập mình phải quán nó là vạn pháp giai không. Nó không thật. Vậy cái thân này có thật không? Không, không, cái thân này cũng không thật. Thì vạn pháp nó cũng không thật. Thì chú quan tâm tới cái việc đó để là cái gì? Tu thì lo tu đi. Còn hỏi là tôi tu như vậy có chuyển được hay không? Thì chuyển ai không ai có biết. Chú đang tu ngon lành như vậy mà đứa nào nó chửi chú tức quá thì chú xin Phật 5 phút chú chửi nó, thì tôi cũng đâu có làm sao tôi cản chú được đâu. À, có khi bên ngoài á, là mình chịu đựng được, nhưng mà bên trong nó lùng bùng bên đó là ai cản mình trong đó. Cho nên là chú có chuyển được hay không thì cũng đâu có biết. Cứ việc tu, chú lo tu thôi, chú suy nghĩ chi cho nhiều cho nó tạp loạn ở trong đó. Do mình tu thôi. Người ta nói mày tu vậy thì về mày có nhận vợ mày được không? Nó hên xui. Bữa được bữa mất. Có khi ta nhận được, có khi không. Đúng không? Thì mình đâu có biết nó tụ hay nó tán. Cái lúc đó là mình nhận được là mình biết mình nhận được, chứ đâu phải mình hay đâu. Nhận được lúc nào hay lúc đó. Nhưng mà con muốn hỏi này, con muốn hỏi là chẳng hạn như hồi xưa mình không biết tu. Dạ. Mình hay giận, dạ, mình hay hờn. Dạ. Dù như có một chút mình giận hờn. Dạ. Thì tất nhiên mình đã tạo cái tội rồi. Dạ. Thì hồi xưa mình không biết. Dạ. Nhưng bây giờ mình biết. Dạ. Mình bỏ cái đó, mình là dừng lại. Dạ. Thì con muốn nói rằng cái hiệu quả, cái quả con dừng lại được đó là hưởng về sau. Nhưng ý con muốn nói là làm sao tiêu cái tội nghìn đời mà con đã làm lúc một trước. Một tràng pháo tay tặng cho chú. Nhiều quá chứ. Hồi nãy thầy nói rồi, thầy nói cái ngũ thông rồi. Yeah. Cho đến thầy nói lục thông rồi. Yeah. Lậu tận thông là nó không còn cái lậu nào thì nó đến A-la-hán rồi. Yeah. Chú còn dùng cái nhân quả hữu lậu thì thôi chú. Yeah. Ở trong đó chơi đi. Nghĩa là nói chung vậy, bây giờ con biết dừng, con biết nghiêm về thiện, dừng cái ác đã là đạt rồi phải không? Đạt rồi. Đó vậy, ăn ai gì đạo Phật. Vậy thôi. Bây giờ chú không còn phiền não nữa thì chú có niết bàn chưa? Niết bàn là lậu tận, có nghĩa là nó không còn phiền não nữa, nó không còn chướng nữa. Khỏi lo về cái chuyện hồi xưa. Thôi thì chú cứ lo đi, chú đâu có cản chú đi. Rồi. Tu hành mà chú cũng rảnh quá ha. Ngồi chú lo trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm. Thì chú muốn trong thì chú trong. Rồi. Cái việc của mình là lo tu thôi. Con ghi đây. Lo niệm Phật thôi. Và nghe lại bài chứng đạo ca của Quyền Giác Thiền Sư. Của Quyền Giác Thiền Sư. Lo thiện xuống nhã. Rồi. Thầy giảng rồi. Rồi. Bài chứng đạo ca thầy giảng rồi. Ngón tay chỉ trăng thầy cũng giảng luôn rồi. Vậy hả? Ồ, thầy làm ăn khá lắm. Không, bởi lẽ thầy là một ngôi sao sáng trong những năm tháng sau này đó. Nếu mà mai này á, mà ni sư ở đây á, mà thỉnh thầy một năm thầy qua đó, là một tuần lễ đó, là thầy không có giảng gì mà lập một cuốn kinh ra giảng. Yeah. Một tuần lễ là giảng hết một cuốn. Nếu cuốn đó nó dày thì giảng sơ lược, cuốn đó nó mỏng là giảng rộng ra. Hầu đó thầy ở Úc, mỗi lần mà thầy qua Úc á, là thầy giảng một kinh. Mỗi lần thầy qua Úc thầy giảng một kinh vậy đó. Thầy giảng hết kinh đó thầy đi chỗ ban khác. Cho nên thầy ở Sydney thầy giảng hết cái kinh đó là thầy đi tiếp đó. Người ta đặt hàng, người ta có lớp học đang qua.
nói một cách thành thật á, là con đã xếp thầy là một trong những ngôi sao sáng. Không, ngôi sao sáng giải pháp á, ngôi sao này chứ nó là cái xẹt đâu có, ngôi là một ngôi sao sáng chói đã từng tỏa sáng trên toàn thế giới đó. Con đã soạn bài rồi. Thì thôi cô chú thọ cái ý là muốn nói vậy, ý là muốn nói là khi thầy dạy thì phần lớn là nếu quý vị có thời gian là quý vị học nguyên một cái kinh vậy đó. Có coi trong rồi cái thầy quay ra qua cái thầy dạy một bộ kinh nữa, thầy dạy chỗ khác á là quý vị nghe, quý vị học trên mạng á, học vậy chứ không có vô, nó vô không có nhiều. Nhưng đích thân thầy tới thì dạy thì cái đó là ngon hơn xong đó. Dạ. À, và cảm thấy mình học xong rồi cái mình thấy nó thù vô, nó tiếp thu và nó tăng trưởng. Không mà trên mạng cũng có lợi ích lắm. Không cần, chú có học là được rồi. Nhưng mà chú học nhưng mà chú vẫn còn hoang mang ở cái độ là chú trước đây chú ác dữ lắm. Bây giờ nó dưng không, cái ác nhưng, rồi. Nhưng mà nhờ thầy khai thị vậy nó khỏe rồi. Khỏe rồi bây giờ. Cái việc đi vậy đó. Cho nên là tới lúc mà cận tử nghiệp á, lúc cận tử nghiệp mà có quý thầy quý cô nào tới nhắc chú nữa. Nó quan trọng lắm á. Quý. Đời ai cũng tạo cái nghiệp không có tốt, nhưng mà gần đây là chú tạo rất nhiều nghiệp tốt rồi, chú chỉ nhớ cái nghiệp tốt đó, theo cái tốt đó mà đi. Dạ. Chẳng hạn như hồi xưa, chẳng hạn như mình còn trai trẻ, mình đi lính rồi đó. Dạ. Rồi mình nào là Bùi Ái Hoa rồi đó. Dạ. Thì bây giờ mình biết là mình... Rồi, dạ. Sám hối là được rồi. Sám hối lại. Chú sám hối là được Phật. Giả dụ vậy đó. Rồi, vậy là cũng đạt rồi đó phải không? Đạt rồi. Lúc nào mà chú cảm thấy... thân tâm của chú an lạc là chú đã tu ok rồi. À, gì đâu mà nhớ dùm thầy cái lậu tận thông nha. Dạ. Nó hết phiền não là chú thông thôi. Hết phiền não là chú đắc a la là của a la hán. Rồi thầy vậy mình ngưng ở đây nha. Dạ. Để mình tối mình còn tụng kinh và nghe giảng nữa nếu ai ở lại. Ủa? Còn nếu ai về thì thôi, bởi vì mình có ba thời lắm chưa sáng chiều rồi tối chứ là chưa có nghe ca gì hết. Qua tập 2 rồi đại chúng chắp tay hồi hướng cái đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.